Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em, kính thưa quý vị. Theo cáo phó của Tòa Giám mục Thái Bình, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, giáo phận Thái Bình trân trọng kính báo. Cha Phêrô Trần Khắc Thi sinh ngày 22 tháng 11 năm 1942 tại giáo xứ Đông A, giáo phận Thái Bình, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về lúc 20:45 thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại Tư Gia, giáo xứ Đông A, hưởng thọ 81 tuổi. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2022. 14:00 nghi thức tẩm liệm và phát tang, 15:00 thánh lễ tại gia, 19:30 thánh lễ tại gia. Thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022, 8:00 di quan ra nhà thờ giáo xứ Đông A, 9:00 thánh lễ gia đình linh tông cha cố Giuse Trần Trọng Hậu, 14:00 thánh lễ giáo xứ Bạch Long, giáo xứ Lương Điền, giáo xứ Lạc Thành. 15:00 lễ viếng của các cơ quan chính quyền. 16:30 thánh lễ lễ phục sanh giáo xứ Hữu Vi, giáo xứ Đông Thành, giáo xứ Thục Thiện và giáo xứ Kính Danh. 19:30 thánh lễ lễ phục sanh giáo xứ Đông A. Chúa Nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022, 9:00 thánh lễ, lễ phục sanh các giáo xứ vùng Bồng Tiên. 14:00 thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Đông A, lễ phục tím. Sau thánh lễ, linh cữu cha cố Phêrô sẽ được đưa về an táng tại vườn thánh Mỹ Đức. Kính xin quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Phêrô. Thay mặt ban tang lễ, linh mục Francisco Assi Nguyễn Tiến Tám tổng đại diện, chúng con xin thành kính thắp nén hương lòng kính dâng lên linh hồn cha cố. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng mở rộng vòng tay đón linh hồn cha cố về hưởng thiên nhan Ngài. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em.